Hi, xin chào tất cả anh em đã đến và quay trở lại với PWM Channel ha. Tôi là 14 tháng 3 và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái tựa game Discord My, và tôi đang quay video lại tại vì gần đây có rất là nhiều con game để chơi đấy anh em. Cho nên là tôi sẽ quay thêm video ha. Được rồi, thì chúng ta sẽ tiếp tục với bộ tứ sinh tồn gồm có bốn cô gái mà tôi đã phát livestream lần trước. Nhầm. Tiếp tục anh em ạ. Rồi, anh em có thể xem lại trên BBLM Channel ngày thứ thứ nhất. Còn bây giờ là ngày thứ 9 rồi. Ngày thứ 9. Để xem cập nhật tình hình hôm nay thế nào. Chào cả nhà, nhìn đống đồ này xem, ước gì tối nào tôi cũng được kiếm được nhiều như thế. Bị cướp rồi anh em ạ. Nhưng mà nhà mình bây giờ có kiểu súng anh em, cho nên là cũng không phải lo lắng lắm. Đêm nay trở về một số nhu yếu phẩm. Rồi. Đây, điểm danh nhá. Bio Dina, biết nhiều về y học. Hôm nay Nana thế nào rồi? Nana hôm nay là bị thương nhẹ, đang buồn. Ôi rồi. Rosie thì sao? Rosie cũng không ghi nhật ký. Rosie đói và rất là mệt mỏi. Cho con bé nó canh hai bữa nó chịu không nổi. Và cuối cùng là em, chúng ta sẽ chết nếu thiếu lương thực, chúng ta phải kiên trì và tìm kiếm nhiều hơn nữa. Con này nó là cảnh sát anh em, mà đói bị thương nhẹ rất là buồn, buồn thôi chứ không có rất là buồn, nó khổ thật luôn đó. Rồi bây giờ mình chắc là phải ráp cái giường thôi anh em ạ. Ai cũng bệnh hết rồi. Bị thương đấy, bị thương là do bị cướp ấy. Cho nên là ai cũng khá là khó khăn. Tôi phải làm cái gì đó sớm hơn mới được. Được rồi, bây giờ tôi sẽ ráp cái giường. Để cho con kia nó nghỉ cái đó. Chị này đi nấu ăn nổi không? Rô xéo đi nấu ăn nổi không? Thật khó để làm việc khi mà thiếu ngủ. Ủa rồi, khổ. Một chút thôi. Cố lên, có đồ ăn rồi. Má thiếu một nước anh em ạ. Một nước duy nhất. Úp lên được không? Thiếu gỗ. Tôi phải up cái bếp sớm hơn thôi. Giờ này ho quá anh em, coi như là nếu mà tôi có ho anh em cũng thông cảm cho tôi nhé anh em nhé. Biết nhiều vị học cho con này ăn động viên nó cái. Chúng ta đã xoay sở qua cuộc tấn công lần trước. Ôi ơi, động viên em này cái. Này, bạn nên ăn một ít đi. Má tình người đấy. Nên ăn chút đi. Để cho âm thanh nó lớn lớn lên nghe cái tiếng đượm buồn của cái game anh em nhé. Rồi, mình không ngại ăn thêm miếng nữa đâu, còn đéo đâu mà ăn. Thôi đi ngủ đi cô. Má nước thì thiếu rồi. Cái này nó lâu ra nước ghê luôn á. Cái em gái này đủ khô khan quá, nó không có ra nước gì hết trơn. Để tôi coi tôi còn cái đầu lọc nước không. Tôi có hai cái súng. Chế đồ lọc nước. Má chế được mỗi cái giường hết luôn rồi đó. Mình hiện tại đang thiếu gỗ rất là nhiều. Nên lần sau chúng ta sẽ đi kiếm gỗ. Má nhìn mấy em này bệnh mà đụng má tôi bệnh theo. Được rồi, Dana đang ngủ. Nana đang ngủ. Rosie đang ngủ. Pasini đang ngủ. À, Dana đang chế độ. Bây giờ là người thương nhẹ, đủ chăm sóc người thương nặng này.
Đúng kiểu đồ chiến tranh luôn ấy. Kinh vậy. Rất sợ. Lần trước chúng ta có thể đuổi được chúng đi, nhưng đuổi sẽ thế nào nếu chúng coi như là tới đây đông hơn. Ra nước chưa mấy chị ơi? Ôi, khi nào ra nước đây? Bật radio luôn nghe cho nó đỡ buồn nè. Đau thật đấy nhưng tôi sẽ vượt qua được. Lần trước là mình tới bệnh viện đấy anh em. Tới bệnh viện là mình sẽ được chăm sóc y tế và khỏe rất là lẹ. Cho nên là lần sau chúng ta sẽ tới bệnh viện để mà được phục hồi. Các băng cướp hiện đang hoành hành các cuộc tấn công vào những cái ngôi nhà vào buổi tối. Hãy đề cao cảnh giác. Một vài bản nhạc. Chúng tôi dự kiến nhiệt độ sẽ tăng dần trong vài ngày. Ok, không lạnh là đỡ rồi đấy. Rồi nghe tiếng nhạc đi. Má vẫn chưa có nước à. Nước ở đây nó lâu ghê luôn á. Này ở trong đây chưa gì được miếng nè. À đâu, hay là cái này mình chưa có ráp xong. Hay cái này mình chưa có ráp xong. Quên quên cái này mình chưa có ráp xong. Á khổ à, đang ráp dở anh em mà. Mẹ hàng chi tôi đợi từ hôm qua tới giờ. Trời đất mẹ ơi. Bây giờ thiếu nước nhiều lắm, trộm nó vô nó lấy nước của tôi hết rồi. Vô lấy nước của các em gái hết rồi. Bây giờ mình có súng rồi thì mình cũng đỡ. Đỡ bị cướp anh em chứ không phải là đỡ không kịp, đỡ đỡ bị cướp lắm. Để coi có là làm được cái món đồ gì không. Mình thiếu cái rìu nè. Rìu mình sẽ lấy được nhiều gỗ hơn. Hôm trước còn mỗi cái rìu bán mẹ. Ôi ôi, thiếu gỗ làm rìu, một gỗ duy nhất. Mình chế được cái nón rồi này. Ráp cái nón đi nha. Tôi sẽ ráp cái nón. Tránh cho các bạn này bị thương nữa anh em mà. Mũ ba đấy anh em, tôi ráp được mũ ba rồi. Tránh cho các chị em bị thương. Khi mà trộm nó có vào tấn công thì mình chỉ tốn đạn thôi. Tôi nghĩ là như vậy, có nón ở nhà cũng đỡ. Mũ ba đấy anh em. Sao game này nó không cập nhật cái ráp ba lô đấy. Ráp ba lô đỡ. Mình sẽ có mang được nhiều đồ hơn. Sẻng và dao. Thôi rồi không cần đâu. Để nấu ăn thôi. Lần trước chúng ta có thể đuổi được lũ cướp đi. Rồi ok. Hơi đói mệt mỏi. Con Rosie này chắc gánh tim quá. Tại vì tối là con này thế nào phải ngủ ở nhà một bữa. Có nước rồi, chế. Ráp thôi. Ráp và tự quốc luôn đi. Đêm qua đáng lẽ tôi nên đi ngủ, mày đi ngủ rồi ai đi cướp? À, rồi ai đi 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 cá đi đi, đi trộm. Thiếu nước với gỗ. Rồi bắt buộc chúng ta phải đi lút đồ tiếp thôi. Kết thúc ngày. Buồn nữa à, má biết nhiều vị học nhưng rất là buồn. Chỗ nào có băng gạc ta? Rất nhiều thức ăn nguyên vật liệu, một ít thuốc men. Hình như căn nhà bỏ hoang là à, hết 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 băng gạc rồi. Hôm trước tôi lụm mất tiêu và tôi quên. Căn nhà bị đánh bom, rất nhiều thuốc men, số lượng lớn nguyên vật liệu, rất nhiều thuốc men. Má, tôi đi tới tiệm thuốc tây còn không có băng gạc đấy. Đói bị thương nhẹ buồn. Nó toàn bị thương nhẹ thôi. Đến siêu thị đi, chắc siêu thị có đồ đấy. Với thuốc men này hy vọng là có băng gà. Từ từ đi. Là thờ.
tới đây đi. Rất nhiều thuốc men, tôi hy vọng là có băng ghẹ ở đây. Ai sẽ canh gác đây? Canh gác. Con này ngủ đi. Thôi ngủ đi. Hai người canh gác đi. Thu thập. Tôi vẫn chỉ mang hai thứ này thôi anh em ạ. Từ từ để tôi chỉnh cái âm thanh này. Má tôi hy vọng là kiếm được băng gạc cho đỡ nhé. Cái gì đấy? Má thử cái chiếu cảnh gì chứ ghê vậy. Rồ xéo. Ở trong có người á. À con chuột anh em ạ. Lấy. Bây giờ mình thiếu rất là nhiều gỗ đúng không? Tôi sẽ lấy thêm gỗ nhiều. Ưu tiên gỗ, ưu tiên gỗ, ưu tiên gỗ. Vẫn phải lấy thêm cái này. Nhưng mà hai slot là được rồi. Tủ lạnh đây rồi. Chỗ này tôi đi chưa nhờ? Đây, đúng rồi, bữa ăn có thịt và nước này. Má đề phòng mà nó cướp ấy, cho nên là tôi sẽ lấy. Có bằng gạt không chị ơi? Nếu có luôn mà có nước. Thuốc. Cái này trao đổi được này. Mà phải bỏ cái gì ở lại. Thuốc hiện tại cũng chưa cần. Tôi sẽ mang sản với lại cái xà beng, cho nên là mình sẽ đào trước. Cho nên là tôi sẽ đào trước. Đây có cái chìa khóa này. Thật dễ dàng, có chiếc sản này. Chiếc sản sắp hư chưa nhờ má. Thật luôn ấy, hư không biết chế bằng cái gì luôn nè. Không có luôn ạ. À. Đạn. Đạn nhà chỉ còn hai viên. Ở đây có cái này. Đống này tôi nghĩ là xà bần thôi, chỉ đụng inox rồi thôi à. Tôi biết ngay mà. Đây là tờ rơi nè, một số tờ rơi nó bay xung quanh thành phố. Ở trên đây nó ghi rằng đây là khu vực hoạt động chống khủng bố. Những người còn lại trong thành phố sẽ bị coi là phần tử ủng hộ khủng bố. Vì sự an toàn của chính bạn và gia đình bạn, hãy rời khỏi Borin ngay lập tức. Quân đội sẽ đảm bảo cho bạn một lối đi an toàn. Không có nhiều người vào tin vào cái lời trên cái tờ quảng cáo này khi chứng kiến cái tội ác mà quân đội đã làm ra. Ôi giời ơi, đây là tờ rơi quân đội, nó bảo là rời khỏi thành phố đi, nó sẽ đảm bảo an toàn, còn nếu ở trong thành phố thì coi như là phần tử khủng bố nó bắn luôn ấy. Có những người đó mới vì những cái lý do cá nhân cũng đâu có thể di chuyển đi được đâu. Má khổ à. Thôi tôi nghĩ là về được rồi.
Nó chỉ có thuốc men với cái lọ thuốc đó thôi. Khoan vô đây coi cái rose. Coi coi đụng có băng gạc không. Không, chỉ có lọ thuốc men thôi nè mà. Cái này cái giường bệnh luôn này, má ghê vậy. Rosie đã trở lại. Má tình hình là đủ, má đang rất tình hình luôn. Sợ vậy. Trời ơi. Số đạn để đuổi chúng đi 5 viên ạ. À. Rất mệt mỏi, đi ngủ đi. Bị thương nhẹ trầm cảm mẹ nó luôn rồi. Từ từ đó. Lên khuyên con này đó. Ở đây chỉ có mỗi con này thôi, con này nó có thể khuyên được con kia thôi. Bị thương nhẹ buồn. Cố gắng lên đi rồi mới đừng bỏ cuộc nhé, tụi mới đừng tuyệt vọng nhé, trong chiến tranh thì ai cũng thế thôi. Nào cố lên. Tôi biết cậu đang phải chịu đựng rất là nhiều, Nana. Tôi sẽ làm mọi thứ để giúp cậu. Cảm ơn nhưng cậu không thể. Má bắt đầu khóc rồi đó. Mẹ. Má khổ cậu quá Nana. Đây mình chế được cái bếp rồi nè anh em. Tôi chế cái bếp lên cho đỡ tốn nguyên liệu khi mà mình chế tạo. Dana nó bị thương từ đầu game tới giờ luôn ấy. Nó thương đến để không lành luôn anh em ạ. Tôi cần nghỉ ngơi một chút, cố gắng lên, cố gắng lên, cậu của mình chỉ gánh tim ấy. Anh Shopee gõ cửa rồi. Má chắc phải bán cho anh cái súng làm ít đồ thôi. Làm cái băng gạc thôi. Là biết băng gạc thôi. Hồi nào tôi biết các bạn ở đó mà. À, Shopee đây rồi. Shopee tới nè mà. Tôi chắc là bán ít đồ cho ảnh coi như là kiếm với băng gạc thôi. Má anh có hai cuộn băng ở đây à. Đéo đổi nổi một cái băng gạc luôn à. Thôi biến luôn đi ông nội. Ông nội má dơ quá, giúp người một chút đi không được hả? Trời ơi. Ôi cái súng mà đổi kìa. Không được gì luôn. Đổi được cái như đây á. Má được coi còn thiếu cái gì không. Thiếu củi, một củi thôi. Bây giờ mình chỉ còn một củi là mình có thể ráp được đồ rồi anh em ạ. Hình như dưới này có sắt đúng không ta. Anh đứng dậy xíu anh nhé. Để em xuống coi có sắt không. Má có gì đốt được không? Tôi đã mất ngủ bao đêm rồi, cố lên chị ơi, cố lên. Sắt này 4 viên. Ở bắn gạt này quên. Còn nếu cần anh Shopee nữa nhá anh nhá. Ừ anh nhớ mặt tôi đấy. Tuyệt, khi đã ăn chút gì đó từ từ đi, sắp được rồi, sắp được, yên tâm đi, hôm nay không chết đâu. Không có ai rồi cũng chết, nhưng mà nếu phải ngày hôm nay, yên tâm nhé. Chế được cái rìu luôn rồi. Em nói thật anh một câu nhé, anh đi về đi, anh đi về đi. Tới lúc tôi phải đi rồi, tôi phải cố quay lại đây một lần khác. Rồi, thử lỗi bình an anh nhé. Ừ. Hạ lỗ bò kè. Hello, má xuống lộ nằm ngang.
Má em bán đồ mắc thôi. Đi chặt đồ kiếm củi thôi anh em. Tôi sẽ chế từ sắt. Có gì chặt được không? Trong nhà còn mỗi cái này nhưng mà cái đó hình như chứa đồ đấy nên không chặt được đâu. Bốn cái. Bốn cái anh em ạ. Rồi, bữa ăn hôm nay chúng ta được ăn hết rồi anh em cứ yên tâm. Các chị em cứ yên tâm nhé. Đi ngủ đi, chị này đi ngủ nè. Hơi đói rất mệt mỏi nè. Ăn. Ăn. Chị này băng lại luôn đi. Đang hồi phục. Rồi. Rồi chị sẽ qua thôi nên mà tôi nghĩ là cũng ổn ấy. Có thể sống được ấy, không tới nổi đâu. Tôi còn một cái lò lọc nước này. Cho nên là không sao đâu. Em chịu khó ra đây nhé, em chịu đó ra đây coi như là thay cái đồ lọc nước cái rồi em đi ngủ cũng được. Ôi phía sau là má, sự tàn phá, sự hủy hoại, sự phá hủy của một cuộc chiến tranh cho một cái thành phố rồi mà nó nát không còn cái gì luôn. Đằng kia có người chết hay gì nữa kìa, ghê vậy. Má sợ ma quá, vô đóng cửa lại. Còn ai đói nữa đâu ta. Thôi rồi, kết thúc ngay được rồi. Rất mệt mỏi thì ngủ đi, con này ngủ nè. Má thằng bị thương nhẹ buồn thôi. Con này canh gác nó, tại vì nó đã băng bó rồi. Con này buồn thì thôi, lên đây ngủ nó sắp trầm cảm mẹ luôn. Rất mệt mỏi bị thương. Đi tới siêu thị anh em ạ, lấy thêm ít đồ. Tôi nghĩ là mình giờ tới siêu thị được đấy. Tại mình cũng có súng mà. Cái thùng. Hết đạn mẹ rồi. Má bỏ cái súng ở nhà thôi, hết đạn mẹ rồi. Má nhà đéo còn cái gì để. Vậy thôi để cái rìu ở nhà cho đủ má phòng thân anh em ạ. Mình đi tới siêu thị lấy cái sản thôi. Má với cái nón thôi, coi đụng có bị bắn thì mình bỏ chạy. Lên được. Có vẻ tôi không ở đây một mình. Có đồ hộp này. Đó là một cái tên rất đẹp. Đéo gì. Cảm ơn. Đang tìm thứ gì à?
ấy. Em chỉ đang tìm một ít thức ăn thôi. Con nào ấy, thằng này bên quân đội mà. Thức ăn à, cô gái tội nghiệp. Anh có thể cho em một ít thức ăn đấy để đổi lấy một cái ân huệ. Hãy đi theo anh nào em gái, chúng ta có thể vui vẻ với nhau một chút. Hấp chim rồi. Nếu mới bây giờ làm sao, tôi có một cái xẻng thôi. Thằng kia nó có súng ấy. Em xin lỗi nhưng mà em không thể. Mẹ cái thằng to thế kia má nó còn có súng nè, hai ba cây súng luôn à. Ôi thôi 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 thôi. Nếu mày không muốn chết đói thì hãy làm theo những gì tao bảo. Như thế nào? Má em gái kia đủ má ốm còn thiếu ăn nữa, đủ má làm sao mà chống lại cái thằng đủ cao to đen hôi này. Em xin lỗi nhưng mà em cần phải về nhà. Tha cho nó đi anh ơi. Đi với tao nè. Ôi rồi, tha tha tha. Mày chơi luôn. Chết đi mày. Chết, chết đi mày. Đùa á. Chết chưa? Làm ơn cứu tôi, chạy đi em. À, đùa mới chạy thật á. Ê. Nó chạy đi luôn rồi anh em ạ. À. Con kia chết chưa? Như chết mẹ rồi hay sao ấy? Ui nếu mẹ AK này 20 viên đạn à. Rượu. À thằng này xỉn, thằng này có rượu trong người. Rượu lậu. Uống vào không khác gì chơi đá. Đấy, đéo mẹ tác hại của ma túy đá đấy. Ủa rồi đéo mẹ quân đội thật vãi chưởng à. Má. Đồ mà không lẽ có mình nó ở đây. Không có thằng quân đội nào khác à. Thôi đồ má lấy lại đồ lẹ lẹ rồi chỗ mấy con chim én thôi anh ơi. Má nguy hiểm mới chưa được. Thôi nước chắc không cần nữa, nhà không có rồi. Má tôi nghe tiếng súng rồi đấy. Lấy những gì hiện tại mình cần hơn em nhé. Đủ quá, tôi có súng trường với sẵn luôn, cái này súng trường anh em ạ. Súng liên thanh rồi ngon. Đồ hộp này, nước này, gỗ này. Bỏ chai rượu lại đi, chứ bỏ viên đạn lại đi, rượu mới đéo cần hai thứ đấy. Mấy thôi đổi gấu bông còn hơn. Ôi đéo mày kinh vãi à, có băng gạc không anh ơi? Vậy chắc đéo sao rồi anh em ạ. Tôi nghĩ đéo còn ai đâu. Cà rốt này. Thôi đụng nó bỏ có bông lại anh em nhé. Má, lần sau lại lấy. Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu pizza nhé. Tôi phải lấy cà rốt rồi. Má tôi định đem gấu cho cái anh sọc trắng đen nhưng mà chắc là anh không tới đâu, anh mới tới hồi sáng mà. Tao bây giờ tôi có súng mà nếu mà có quân đội thì chắc mình bắn được vài cái đấy. Không, bộ quân đội chắc chắn là nó có giáp trang bị rồi mới tới tận răng. Thôi đụng mấy chim én thôi. Để coi có băng gạc có gì không đụng á. Cần lắm một cái băng gạc luôn ấy. Má nó không có là không có luôn. Ôi thiệt luôn á hả?
Trên đây chắc có xà bần thôi chứ. Ý, trên đây có thịt à? Mình có đồ hộp rồi. Má cái gì cũng cần, không biết bỏ cái gì luôn á. Để tôi đi vòng vòng ở chỗ này xem. Chắc là hết người á, chỉ có cái thằng kia say xỉn thôi. Để coi dưới đây còn phải đào hay là khóa cái gì không. Đây này có một cái này. Để lần sau mình vô mình khỏi phải đào. Chứ không gì. Nó cho mang một cái ba lô để mở hết tất cả cái ba lô này thì ngon quá anh em nhỉ. Không có ráp ba lô được. Cũng không có bảng mở rộng hay là bảng mua DLC gì để mà mua được cái ba lô trong game để mình chơi hết. Có mod, có một cái mod mà cái ba lô nó hay gớm lắm nè. Nhìn đủ nó vớ vẩn. Cậy thôi. Má tôi có liên thanh rồi anh em ạ. Đây linh kiện nhiều lắm em. Nhưng mà mình phải lo cái bụng mình cái đã. Chứ lại bình cho nó đỡ bị thương cái đã. Rồi mình thẳng lấy những cái đó. Hai thùng này có gì không? Có cà rốt này. Tôi nên quay trở lại nữa chứ vẫn hết giờ lẹ 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 nhanh 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 lên 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 cắm cổ chạy đi nhanh lên. Nhanh lên. Yes. Má đỡ quá. Thật luôn ý. Rosie đỡ hơn rất nhiều rồi, chúng ta cần chú ý với cô ấy một chút là được. Ok, rất ngon, rất thơm luôn. Có ai đói không? Ôi ôi, Rosie coi như đỏ lắm rồi anh em ạ. Hết bệnh luôn rồi. Rosie hôm qua được miếng băng hết bệnh luôn này. Con này thương nhẹ bắt đầu được, nó thay thay giường thôi. Thay phiên nhau nằm thôi. Bây giờ tụi mới tới việc, tới lượt tụi mới coi như là Rosie gánh team. Con này hôm qua nó rất mệt mỏi này. Nó chịu không nổi luôn, bụng tôi đang đói cồn cào, ăn ăn cái đi anh nha. Ăn cái đi rồi đi ngủ. Thay phiên nhau cứ từ từ đi. Bữa ăn có thịt luôn. Rồi, thơm. Coi chế được cái gì không? Đầu tiên là chế độ lọc nước thì mình sẽ hết nước trong tương lai. Rồi, con này nó ăn ít quá nhờ. Nó đói mà nó ăn có một tô là xong luôn ấy, là được luôn ấy. Bị thương buồn mệt mỏi. Có lẽ tôi cần nghỉ ngơi một chút. Thì nghỉ đi, nằm đi. Ừ đấy. Con người đi đứng trước cửa. Giúp tôi với có ai không? Chào lần nữa. Chào chị. Sao vậy? Xin chào lần nữa, dạo này cô thế nào rồi? Sự giúp đỡ của cô, tất cả mọi người bị thương giờ đang dần hồi phục rồi và trở về nhà của họ. Mình lần trước á là có một cái viên đạn pháo cối nó bắn vào một cái tòa nhà và nó sập xuống, tòa nhà đè rất là nhiều người. Sau khi đè nhiều người đó thì tôi cũng là một trong những cái thành viên mà đi giải cứu những người bị đè và bị mắc kẹt ở dưới cái tòa nhà đó. Cho nên là lần này ông bà này bà tới
Ôi, mình giải cứu những người đấy, nhưng mà bây giờ những người đấy bị thương và tụi mới không có rồi cô ơi, tôi không có băng gạc để cho rồi, tôi không có băng gạc. Sẽ ổn thôi, họ vẫn nói không mà, có đéo đâu cháu, đéo có để xài nữa. À, có thì đã hay. Khổ à. Tôi không muốn nghĩ về việc đó xảy ra nếu Diana không ở đấy để cứu cô gái. Ái dài, cái việc Diana về coi như là kể cho mấy đứa này nghe, mấy đứa này coi như là ủng hộ cái quyết định mà tôi đập cái thằng kia đấy. Tôi phải kiếm được một ít thức ăn bằng bất cứ giá nào, chẳng có cách nào, phải có cách nào đó chứ. Diana đây, tôi đã cứu cô gái đó, tôi tự hỏi liệu có ai sẽ giúp đỡ chúng ta trong cái trường hợp coi như là tương tự như vậy. Mình giúp người khác rồi tới khi mình gặp không biết có ai không, nhưng mà thôi mình phải cứ giúp thôi anh em ạ. Chế được cái giường nữa không nhờ, bốn lứa cho bốn giường đi. Hỏi Dana ngủ đi, nhầm 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 giường này coi như là mình dự phòng thôi, khi mấy đứa nào quá mệt mỏi mình cho nó lên ngủ thôi. Tôi cũng phải đi chế cái này thế này, chế hai cái nước thế này. Mọi thứ đang dần coi như là tốt hơn rồi anh em ạ. Khởi sắc, có gì đó khởi sắc. Nhất là tôi vừa lấy được cái AK nữa, cho nên là việc cướp bóc với lại nó lượm đồ của mình cũng ít hơn rất nhiều. Tôi nghĩ là mình phải chế thêm một cái đồ lọc nước nữa. Tôi lại sẽ chế đồ lọc nước. Linh kiện mình sẽ thiếu bánh răng với lại cái linh kiện vũ khí ấy, cho nên là tôi sẽ chế cái đấy. Tôi sẽ đi kiếm cái đấy nhiều hơn. Ở trên đây mình còn gỗ với còn đồ chưa luôn. Coi như là má rô xéo chuẩn bị coi như là gánh tim mà. Tại ai cũng bệnh nên mệt hết trơn. Thật tuyệt vời khi được ăn chút gì đó. Đây cái nữa. Bây giờ mình cũng không phải lo đồ ăn anh em, mà ở đây có hai tô, ở đây có hai cái hộp đồ hộp rồi, thì mình tập trung vào việc kiếm nguyên liệu thôi. Thôi làm gì nó nhầm, đâu làm được gì nữa đâu. Bật radio nghe lên coi có tin gì mới không, rồi sau đó thì kết thúc ngày thôi. Tối rồi đụng lại xách ba lô vải hành lý cho vai thôi. Một vài bản nhạc cổ điển, một ngày nắng ấm. Ok, hôm nay là một ngày nắng ấm anh em ạ. Hãy cẩn thận với các băng cướp coi như là đang lang thang trong thành phố nha. Tốt nhất hơn là coi như là ở yên trong nhà. Các cuộc tuần tra bảo vệ công dân đã chấm dứt làn sóng tội phạm ở Bogorin. Điều tồi tệ nhất đã qua đi, nhưng bạn vẫn nên coi như là đề cao cảnh giác. Má nhà không có cái ghế để ngồi luôn hả trời? Đi ráp cái ghế. Thế có ghế ngồi luôn anh em ạ. Thôi rồi, kết thúc ngày thôi. Con này đi thu thập là chắc rồi này. Con này bị thương nhẹ đi canh gác, tại vì nó giỏi bắn súng.
Hai đứa này thì ngủ rồi, tại hai đứa này bị thương với đói. Mình sẽ tới. Mới có cả nhà thổ nữa này. Siêu thị. Đến siêu thị anh em ạ. Đến siêu thị. Tại vì hôm qua mình đã mở khóa ra, mình đào đất rồi mình mở khóa ra nhiều rồi. Cái đéo gì đấy? Ai đấy? Cái đéo gì? Cô nghe về cái tên lính đó chưa? Về việc mà hắn đã làm ấy. Thật may vì cô gái đó vẫn an toàn. À cái cô mình cứu an toàn rồi này mà. Ừ, rất mừng. Dạ, vậy rất mừng nha. Tại sao cô lại đến đây đủ mấy đéo? Cô đéo biết ở đây có hiếp dâm à? Cô ấy sống cạnh nhà tôi, thi thoảng hay giúp tôi những công việc vặt. À chắc con bé nó sống cạnh nhà bà này ấy, sau đấy thì nó kể cho bà này nghe về cái việc nó bị hiếp dâm ở đây ấy. Sao mà sao đủ má bà này đéo sợ tới đây, hay là đủ má muốn bà muốn được bị hiếp dâm? Đủ má đùa hả? Tôi không thể tưởng tượng được nếu chuyện gì xảy ra nên không ai ngăn tên lính nó lại. Nếu không ai ngăn tên lính nó lại. Trong cô ấy rất sốc và run rẩy, nhưng bây giờ gia đình cô ấy đã chăm sóc cho cô ấy rồi. Vậy tốt, việc bà cũng đi về đi, ở đây có lính hiếp dâm đấy. Sao mà đúng bà giác thân tới đây vậy? Khổ. Quân đội không thể làm những gì mà chúng muốn được. Cháu biết rồi, cháu biết rồi, để cháu lút đồ, đừng đi theo cháu như vậy. Đi về đi, lính ta chết rồi, nếu có ai hiếp dâm nữa đâu, đi về đi, đừng chờ đợi vô ích. Tất cả mọi người có sức mạnh để chống lại chúng biết rồi, cô à, đéo mẹ bà đi theo bà nói luôn hả? Đi về đi cô. Má bà đụng má kiểu như là đi theo để nói, má phải nói cho bằng được đi. Mắc nói quá rồi. May là con bé kia nó vẫn an toàn. Cái bà đó đúng không? Một ít thuốc men. Đâu đâu cô? Có thuốc men không? Thú vị đấy, đâu đâu có không cô? Coi như đụng với bạn cháu, coi như là đụng sắp chết tới nơi, cũng có thuốc men không cho cháu đi. Đừng bận tâm tới tôi. Đấy là vừa xin thuốc mà đừng bận tâm tới tôi nghe, cũng có thuốc không? Phải linh hồn mà. Bên này hình như mình chưa đi đúng không? Súng này, bắt răng với lại súng này, mình sẽ bỏ lại mấy cái mà mình chưa xài, ví dụ như cái lá này. Hôm nay mình hứa mình lấy con gấu rồi, mình phải lấy con gấu anh em ạ. Má may mà bọn 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 quân đội nó đến tới đây ấy, đồng chí của nó đụng đồng đội của nó bị chết mà nó đến tới đây ấy. Nó phong tỏa chỗ này lại thì thôi bỏ mày. Có thuốc này, nhưng mà cái này đề phòng trường hợp bị ốm thôi. Đó rồi. Ồ, một cây súng luôn hả? Nhưng mà bây giờ lấy cái cây này về tôi cũng ấy bắn gạt này. Ngon. Nhưng mà bây giờ lấy cái cây này về cũng không chế được, cứ để đây đi anh em ạ. Tốt nhất là cứ để đây cái đó. Qua sao tôi đéo thấy nhỉ? Nó lấy được rồi. Tôi đang suy nghĩ có nên bỏ lại linh kiện điện tử không? Không biết bỏ cái gì lấy cái gì nè.
Đấy, anh em thấy mod chưa? Mod thì nó cũng y chang thôi, tại vì rương đồ nó quá ít. Mà cái rương con nào cũng như con nào, nó không giống như bản thường. Bản thường thì có thằng này thằng nọ, thằng mang được nhiều, thằng mang được ít. Ví dụ như thằng mang được ít thì nó vẫn có thể chạy nhanh hay là lượng nó vẫn chiến đấu giỏi. Còn mấy con này trung bình hết. Cũng khá là khó chơi. Hết lấy rồi. Để coi đây có gì. Ở đây cũng cái kho nữa này, cũng có ai không? Không không có ai hết. Nước này. Có đồ ăn này. Ở đây toàn những món ăn chơi thôi, ở siêu thị ấy, toàn những món ăn chơi thôi, thuốc lá rồi mấy cái lá đu đủ đồ nhiều lắm. Em cho best friend tao bạn của mày một tờ rơi màu à bạc màu, má tưởng màu bạc, với hình đầu lâu xương chéo có nội dung nguy hiểm, không chạm vào đạn được dược. Đạn dược này chưa phát nổ luôn, bất kỳ vũ khí đạn dược hoặc trang bị nào bị bỏ hoặc chưa phát nổ đều có thể coi như là cái bẫy. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì, đừng có mạo hiểm để bị thương nặng hoặc tử vong. Hãy báo cáo tất cả những đồ vật giống như mô tả với trại quân đội. Ví dụ như là lựu đạn thì mình không chạm vào tại vì đụng nó có thể phát nổ, nhưng mà đạn dược với lại súng thì làm sao mà đụng nó có thể phát nổ được. Không đụng với đồ máu quân đội này nó ám muội lắm anh em ạ. Đây là cuộc nội chiến thôi nè. Đây tôi nghĩ là cái cuộc nội chiến thôi, tại vì phiến quân là quân nổi dậy trong thành phố ấy. Ngày thứ 12. Ghê. Đêm nay không ai cướp luôn, quá thơm. Đây băng gạc đây, đừng hỏi tôi tại sao lại có. Ok, đang hồi phục bị thương này. Rồi, em này đi. Má, em này bị thương từ đầu mùa tới giờ. Sao vẫn còn buồn vậy? Hôm trước giúp đỡ rồi mà, đâu có sao vẫn còn buồn vậy? Em này vô ngủ tí đi. Em này ăn rồi đúng không? Ăn rồi xà băng. Má, băng gạc. Em ăn rồi em xài băng gạc. Rồi, đã băng bó. Mình chế được khá là nhiều đồ này, bây giờ có chế được cái đờn nữa này. Đời sinh viên này cũng mới có cái đờn guitar. Và để coi mình sẽ chế cái gì nó hữu ích hơn chút xíu. Bạn chế thảo dược thì sao? Ủa bạn chế thảo dược ở đây mình có một cái đúng không? Hình như mình chế rồi. Đúng rồi, mình có bàn chế thảo dược rồi, má xém tí chế nhầm rồi đấy. Chiết xuất rượu. Mình cũng không cần thiết tại vì mình cũng thấy rượu rất khá là nhiều rồi. Cái này để sau đi. Bây giờ cần thiết nhất là vẫn vẫn là cái nhu yếu phẩm. À nâng cái lò lên. À hình như cái lò mình cũng nâng rồi mà đúng không? Hình như cái lò tôi cũng nâng rồi. Nâng cái bàn. Cái nhà này chưa nâng được. Dưới này. Mang cái nhà này thiếu cái gì? Khổ em băng bó cái tay. Gỗ với lại cái kia thôi, còn linh kiện điện tử với lại bánh răng mình có rồi. Cái này với cái này đúng không? Đinh vít với lại gỗ. Tuyệt vời khi đang ăn chút gì đó.
Ôi anh Shopee à. Đây đinh vít với gỗ đây, đủ tôi có gấu bông mà anh em. Thay vì mình đi loot. Có gì bán được? Bán được cái khóa. Có được gỗ không? Được có ba gỗ thôi, thôi 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 để em xài. Nếu thế thì để em xài anh nhé. Anh tốt vậy. Ôi bán súng được nhiều lắm này. Quên. Ôi được cục thịt luôn. Có băng gạt được không? Bao nhiêu cái thì được băng gạt? Rồi băng gạt mắt kìa. Một cái súng đéo được. Một cái cuộn băng luôn. Thôi rồi mình lấy nguyên liệu trước cái đó. Cà rốt theo quán à. Rồi trao đổi. Má bốn chị em gái có hai khẩu súng đấy. Rồi anh đi đi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đội ơn. Má nói trước cũng may mà có ảnh đấy. Má anh cũng chạy tới chạy lui ấy. Má không là chúng tôi đéo biết là lấy gì mà sinh sống luôn. Ủa còn đứa nữa đâu rồi ta? Mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ. Cái này mình chế được cái gì nè? Đây được bộ chỉnh nhiệt độ đây. À cái này mình chế là mình sẽ nâng cấp được cái lò sưởi này. Hôm trước là tôi đọc cần thiếu cái này, tôi tưởng đi lượm chứ không mình chế. Máy trộn. Cái đấy máy gì, máy trộn hồ à. Tụi mấy chỗ tôi làm là quen cái này lắm ấy. Máy trộn hồ đấy. Tôi không phải trộn bằng sản nữa, rất là đỡ cho tôi. Tôi chế thêm một cái lọc nướng nữa, mình sẽ lọc hai lần. Ê có thịt rồi đây. Ê có thịt rồi đây. Hôm trước mình bảy có thịt rồi đây. Mọi thứ đủ quá dần chỉnh nó ok rồi nên mà. Nếu mà thứ nó tàn tàn như vậy thì mình sẽ tụi nó sống thôi, anh em cứ yên tâm. Nhưng mà tôi đang lo lắng là tài nguyên thì nó sẽ có hạn á. Tài nguyên nó sẽ có hạn. Không có chỗ nào tài nguyên vô hạn. Thôi ăn luôn đi chị, thôi ăn luôn. Má nó rên dữ quá cho nó ăn. Thiếu một cái gỗ là mình sẽ nấu được cái này luôn. À, mình vẫn nấu được thêm một một bốn cái nữa nhưng mà mình chỉ có thiếu có lửa thôi, tôi sẽ chào tạo lửa luôn. Mấy hy vọng là mọi thứ nó ok rồi mình nấu được cái loại súp thập cẩm luôn này, cream soup. Cái này là bản mod anh em nhé, tôi muốn cho mọi thứ nó phong phú hơn, đồ ăn thức uống cà phê đồ nó phong phú hơn về sau ấy, cho nên là tôi đã thêm hai cái món này vô mình có thể chế được.
Tuy nhiên thì ông má nó cần nguyên liệu rất là nhiều. Trời ơi má, ba nước bốn nước vậy. Thôi rồi, đó chắc để sau đi nè. Mà tôi tưởng vô mod thì mình ngủ cà phê đồ các kiểu chiêu chiêu đồ trong chiến tranh. Đéo, chắc phải đồ về sau rồi. Mẹ sao em này buồn hoài vậy? Sao buồn vậy? Tôi đã cứu được cô gái rồi mà. Con này tiêu cực quá vậy. Cứu được con nhỏ kia mà còn buồn nữa. Đéo hiểu làm sao cho em vui luôn ấy. Để tôi coi tiểu sử em này là... Không, con này là không có người yêu, anh em mà chưa có người yêu. Chắc đủ hay buồn quá cho nên là đủ đấy có người yêu ấy. Con Rosie vậy kìa. À con Rosie qua đây qua đây qua đây. Chế cái này đi em. Tôi đặt 7 cái nè. Đặt 7 kiếm thêm nữa ít thức ăn cái này nè. Một hộp đồ hộp á, còn này là một cái phân bón. Này một cục thịt thì đổi lại được hai cục thịt. Nhưng mà bao lâu thì đủ mới đéo biết. Thôi chế tạo đi. Rồi, một người đã ok rồi, có thể đủ gánh được cái team rồi. Xuống đây coi rụng có cái gì này. Cuốn được không? Cái này mình cuốn. Hôm trước có anh em nào nói với tôi là khi mà mình có thuốc lá, mình sẽ đi đổi được đồ ở chỗ quân đội thì quân đội nó sẽ cần rất là nhiều thuốc lá. Cuốn thuốc lá thì mình sẽ cần cái lá này nè. Còn thuốc này thì mình sẽ cần một chùm lá luôn. Rồi tôi muốn cuốn thử một cái thử coi như nào nhé anh em nhé. Tôi cũng chưa bao giờ đụng mất cuốn thuốc cả. Tôi có hút thuốc nhưng mà mình cũng không biết thế nào uống cuốn thuốc rồi. Đây này chế được rồi này. Được bốn cái điếu thuốc. Mà điếu thuốc đó là thiếu thuốc kiểu tụi thuốc thuốc hút cho đỡ ghiền thôi á. Chứ đéo có thơm ngon gì hết. Nhưng mà trong thời chiến mà đủ có hút hút là đủ nó đỡ lắm rồi. Đỡ hơn đủ nếu có gì hút. Rồi vậy là mình có thuốc lá rồi nè. Bốn cái. Kiểm tra lại lần nữa coi mình thiếu rất là nhiều gỗ và cái kia vẫn thiếu nguyên vật liệu thôi anh em ạ. Vẫn thiếu nguyên vật liệu thôi. Con này đéo ngủ luôn. À, băng bó thì ngủ trên giường đi cho nó lành thương luôn. Con này canh gác đi. Con này đi thu thập. Này chúng ta sẽ tới một cái nơi mới anh em nhé. Kiếm thêm nhiều nguyên vật liệu. Nhà thờ. Gara. Gara chắc có nhiều nguyên vật liệu này. Cái này hôm trước mình đọc là đây là một cái nơi mà có một người con trai với lại một người cha già đấy. Nhưng mà trước khi chiến tranh thì ở nơi này hoạt động rất là bình thường. Còn sau khi chiến tranh thì tôi không biết như thế nào. Nhưng cứ tới đó. Để phải cái nón theo đi. À thôi để cái nón ở nhà cho các chị em đi. Con kia đang bị thương mà. Má mình đem súng đây không nhỉ?
Mang súng là để phòng hờ thôi em ạ. Tập trung lấy nguyên liệu thôi. Có cái nào đó đã khắc lên tường, không phải trốn nữa, chúng ta sẽ gặp nhau trên thiên đường. Cứ nói vậy. Tôi nghe tiếng súng anh em, tôi nghe tiếng súng, tôi vừa nghe tiếng súng, không biết anh em có nghe không. Nhưng mà tôi vừa nghe tiếng súng. Tập trung nguyên vật liệu thôi. Mình thiếu gỗ rất nhiều. Còn ai? Này, tôi cần một ít thuốc cho cha của tôi, các bạn có ít nào không? Thuốc hả? Ở này nhiều đồ lắm đấy mà, quá trời đồ luôn. Nói chung là toàn đồ cơ khí thôi. Thuốc hả? Làm ơn xin hãy mang đây một ít băng gạc và thuốc men. Băng gạc, thuốc thì ở nhà có thuốc, còn mấy cái thảo dược đồ, ung thư thì tôi chịu đấy. Ừ, nhưng mà cái thuốc thảo dược nhà tôi ba đời coi như là chỉ bắt bệnh. Ung thư thì tôi chịu. Vậy chúng ta trao đổi chứ, từ từ đi anh. Dạ, lần lần sau. Lên đây được. À, lên đây được đấy. Vô rồi. Nhà có cha già. Khổ người con trai chăm sóc cha rất hiếu thảo. Đem thuốc tới cho anh ta thôi nên mà tôi nghĩ là cho miếng ấy, tại vì không không ai bị bệnh đó, nhà tôi không ai bị bệnh đó. Chỉ kiểu như là bị thương thôi, bị thương thì cần băng gạc. Má game này tôi sẽ chơi rất nhân văn. Ở đây mình cần một cái cưa này. Thôi chạy thoát thôi, dì mén thôi. Thật ra tới mấy nơi cẩn thận thì mình cũng không nên đem súng làm gì anh em ạ. Mình sẽ loot được nhiều đồ. Rồi, bây giờ thì tôi sẽ tới cho cha của con Duyên ít đồ. Ở đó thì nó đâu có thuốc, nó chỉ có mấy cái đồ công cụ thôi nhỉ. Thì cướp rồi, số đạn đi đuổi chúng đi hai. Đấy. Có súng là đỡ liền anh em thấy không? Nó không rất đỡ luôn. Em này khỏe luôn rồi này. Má lần đầu tiên thấy Dana khỏe luôn ấy. Hay do tôi đặt tên Dana cho nên đụng nó dễ đai quá. Lên đây ăn đi em ơi. Trời ơi, em này chạy khổ tối qua canh cả đêm ấy. Em đụng mấy gì này. Vasani này. Thật tuyệt khi ăn được. Ăn một chút gì đó. Khó ăn mà, từ 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 từ. Yeah, mình chế được khá là nhiều đồ đây nè. Đầu tiên là vẫn nướng thế là. Ngày thứ 13 rồi. Hơi đói bị thương nhẹ, ngủ tiếp đi. Khổ Nana lúc đầu cũng gánh tim dữ lắm ấy. Sau đó thì tới DNA. Nên nào bây giờ gánh tim được con này rất là khỏe này. Mệt mỏi và hơi đói đi ngủ. Ôi, em ấy tụt. Má tụt nhanh hơn tụt quần. Để coi có tin gì mới không. Trời vẫn đang nắng ấm mà. Thì xin hãy cẩn trọng với các nhóm trên băng đường, trên đường. Phiến quân và chính phủ đang giao tranh khắp thành phố. Một số khu vực bị cắt điện hoàn toàn, trong khi những khu vực khác phải chứng kiến cái cuộc giao tranh khốc liệt. Đang bắn nhau ở ngoài ì đùng rồi anh em ạ, má tốt nhất là nên trong nhà thôi. Rắc nước cái đã, mình hết nước rồi. Y bình 32 cái là không hết. Không hết, không hết, chưa hết. Về chế độ. Nước tôi cũng khá nhiều. Cái này mình thiếu linh kiện khá nhiều này, thiếu cái đe này.
Lên mình tạo cái đe trước. Máy trộn chứ, à nhầm máy trộn hồ chứ, quên tôi lộn. Hai đánh Shopee à? À không, giúp tôi với coi, không cần giúp đỡ. Chết cái đờn guitar cái nè. Tôi không biết chế đâu ấy. Từ từ, con này đứng trước cửa để mình ra cái em không có. Thật sự thì em đéo có thì em cũng cho rồi, em đéo có băng gạc luôn ấy. Nhà không còn chút băng gạc nào hết. Còn thuốc thôi, còn thuốc ba đời chỉ bách bệnh thôi, cô lấy không? Mấy đi đi vòng vòng kiếm coi, thiệt sự là không có. Mày cứ lấy hết đồ đi cái đó. Bây giờ mình cũng khá là an toàn rồi thì mình còn đạn nhiều lắm. Má khổ vậy, mình đéo giúp được cái kiểu mà đụng mình đéo giúp được, mình rất là khó chịu. Mà nó cứ tới nó xin giúp hoài. 17 độ C rồi, nên mà con này nó nói hy vọng chúng ta có thể giữ ấm cái chỗ này. 17 độ C tôi quên mất. Không có, thiệt là không có luôn á. Chỗ lút luôn rồi, nhà không còn gì hết. Băng gạc nó hiếm thiệt luôn á. Thuốc thì mình vẫn có thể có, nhưng mà đồ băng gạc rất hiếm, không thấy luôn. Thật sự thế biết làm gì luôn. Tôi nghe có tiếng động ngoài cửa, có nên để anh ta vào không? Ai? Không có cô ơi, không có thiệt luôn á. Làm ơn bạn có thể đổi ý được không? Cháu không có chứ không phải là cháu không cho. Thật sự là không có. Có được cái đồ cháu đã cho rồi.
Má nó còn kêu tôi suy nghĩ lại nữa. Hôm trước nó nói mà tôi quên, tôi tưởng nó đủ, nó xin tôi nói không cho thì tôi mới đi về. Nào ngờ nó còn quay lại nữa, biết tôi lụm băng gạc mà tôi đéo biết lụm ở đâu luôn. Người tôi đang bị thương, hai người ở đây đang bị thương mà tôi còn không có băng gạc để mà băng nữa này. Biết nhiều về y học, biết nhiều về y học có điều mới đi qua. Thí dụ như là không có vật phẩm thì mình có nhân lực được không? Mình đi qua được không? Xin hãy rủ lòng thương. Ôi giời ơi! Không giúp tôi thật thất vọng đấy. Không phải là không giúp mà là cháu không có, nếu có lựa chọn cháu không có à. Nó chỉ có cái từ coi như là không tàn nhẫn thôi. Tôi mới chết được cây đờn này, con này có biết đờn có vẻ không rồi. Đéo hiểu luôn ấy. Được rồi, tôi sẽ mang an thần dược tới cho anh kia để cứu cha của anh. Cái gì mình có thì mình mới cho được chứ, mẹ mình không có mình không xài lấy gì mình cho. Ví dụ tụi mấy tôi đang bị thương nhẹ thì đụng mấy mấy kem tôi thương nặng tôi vẫn cho luôn chứ không phải là đụng mấy mình để mình xài này cho nè. Ở trên có cái cưa đúng không? Ở trong đó đó cái cưa này. Họ cần những cái thứ mà ví dụ như là thuốc ấy, những cái này họ nhiều lắm, họ sẽ kiểu như là trao đổi rẻ luôn á. Cho thêm một cái nữa nè. Không đạn hết rồi. Không cho tới đạn nổi rồi. Mình thiếu bánh răng đúng không? Thêm giọt nước mới được không anh? Vẫn thêm giọt nước cũng được. Rồi. Ở đây có tài sản nữa nè. Muốn trao đổi hay không đấy? Ủa tôi trao đổi rồi mà, tôi cho rồi mà. Đùa. Nó tôi cho rồi mà nó nói gì vậy? Ở đây có cái cưa này. Cưa được không nhỉ? Cưa được anh em ạ. À? Được, 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 được. Nhẹ nhàng rón rén và nhẹ nhàng thôi. Tôi không thể ngủ được. Có một cái mảnh giấy ghi là sofa. À Sophia. Bọn tôi đã lấy đồ trang sức của cô rồi. Tôi rất xin lỗi vì bọn tôi cần phải trả tiền cho người lái thuyền đã đưa chúng tôi ra ngoài. Chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Khi gặp lại tôi sẽ đền bù cho cô gấp 100 lần Leon. Nếu mấy có phải là lượng với Leon Kennedy không? Có một mảnh giấy ghi ai đó là lấy của Sophia rất là nhiều tiền. Leon là ai? Ai đấy, ông này Leon à? Tôi cần được nghỉ ngơi, nằm đi bác. Đây người cha già đây em ơi. Cháu cho được coi như là thần dược chỉ bắt bệnh ở đấy. Ung thư thì cháu chịu nhá. Anh con trai đâu rồi? Anh con trai coi như là chăm sóc người cha già.
Tôi lãng vô coi có gì không thôi chứ tôi cũng không có định lấy coi như là lấy vật phẩm cá nhân đâu. Tại vì đủ má mình sinh tồn mình cũng đủ để người khác sinh tồn nữa. Má tôi hiểu cái cảm giác mà đủ khi bị lấy đồ đi như thế nào mà. Chỉ có tủ lạnh. Má tôi nghe đủ má tủ lạnh cá nhân lắm á. Nó bị khóa rồi, vậy là mình phải đi đường này vô rồi anh em ạ. Đây này bánh răng này. Đây tiệm gara ô tô đây. Hết tới được đồ rồi. Thôi đủ với chim én thôi. Đây đây có chim én được luôn này. Dana đã trở lại. Không có ai trộm luôn, rất nhẹ nhàng anh em, mà rất nhẹ nhàng, rất tình cảm, rất dễ. Má vậy đi cho nó dễ, nó biết mình có súng rồi đấy. Con này hôm qua rất là mệt mỏi đói nè, còn một cái đồ ăn để tôi coi coi. Con này biết đâu không? Ngồi chơi đi. Con này mệt mỏi chơi nghỉ ngơi đi. Có ai đói không nhỉ? Đói này, bị thương này. Hơi đói. Chị cảnh sát đói này. Cho chị cảnh sát ăn thôi. Versini. Tôi hay sử dụng ít băng gạc. Không có. Má bây giờ tới mày nữa hả? Bây giờ không có. Tôi sự lo lắng về cái việc thiếu hụt lương thực của chúng ta, bụng tôi đang reo rất to rồi. Ăn rồi nằm đi. Mệt quá. Thế này chỉ nằm thôi anh em ạ. Chị này cố gắng dạy chế độ xem như thế nào. Lena cố gắng dạy chế độ xem như thế nào, có chế được cái gì không? Má vẫn còn thiếu rất là nhiều đồ. Chưa được. Vẫn thiếu rất là nhiều đồ. Cần nước không ta? Không, 39 là không cần nữa. Căn bản mà khi mà mình lấy được đồ mà tụi nó không có ráp, không có ấy được mình á, không có cướp được của mình á, thì mình đỡ rất là nhiều cái gì đây. Ê, cái này được này. Khi chúng ta đóng các lỗ và cửa sổ trong nơi trú ẩn, chúng ta có thể nghĩ đến việc gia cố cái cửa và lắp đặt một cái hệ thống báo động đơn giản. Cái này mình sẽ hạn chế được cái việc mà nó đột nhập vào này, là chắc chắn là lúc mấy mình kiếm đồ về là không bị hao hụt luôn ý. Được, rất là very good. Rồi, quá thơm luôn. Ôi rồi ơi, đâu cái cửa đâu? Má ơi. Ờ, má cái cửa vậy, phải chưởng mà má như chống zombie ấy. Rồi. Mình còn đồ không ta? Mình cũng chết được một cái cưa này. Từ từ đã, để coi có chế được cái gì ngon hơn. Ít ra nơi này vẫn còn ấm, đúng rồi, mình chế thêm cái lò sưởi nữa. Nơi này vẫn còn ấm, quên quên quên. Lò sưởi, lò sưởi, lò sưởi. Nó chế được mẹ rồi. Chế ghế. Đây đúng giống một cái phòng sinh hoạt cái này mà. Có vô có ngồi gì đủ mới cũng đỡ. 2 tuần rồi anh em, 14 rồi, ngày thứ 14 là 2 tuần. Má tôi rất vui vì đủ má sống được 2 tuần.
Ớ rồi, thật tuyệt khi được ăn chút gì đó. Ngày mai là mình phải đi kiếm đồ ăn rồi. Không có tin gì mới hết. Thôi nghỉ ngơi đi. Em này dậy luôn rồi. À, làm ly cà phê uống nha, xem như thế nào nha. Thiếu một củi, củi easy mà. Ôi, hết đồ rồi. Thôi đủ, mình đéo có giải trí được bây giờ đâu, từ từ đi. À, củi, 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 mình nên đem chặt cái này ra, có củi rồi. Nhưng mà trong này còn một viên kim cương nè, bây giờ tôi lấy viên kim cương luôn em ạ. Tại vì tụi nó chắc là chắn là đủ khó mà xâm nhập vô nhà tôi lắm. Súng ống đủ các kiểu. Các chị em có hai cây súng cũng xài được rồi. Người hai cây. Ờ người 1 cây. Ờ hai người 1 cây lộn. Má líu lưỡi. Cho nên là mình giữ vật quý giá trong người chứ cũng không sao. Làm đi cà phê uống thử thì xem như thế nào, muốn xem cái cảm giác uống cà phê như thế nào. Uống cà phê nó giúp no không ta? Nó đéo giúp được cái con mẹ gì hết. Có gì xảy ra con này ngủ xong luôn rồi này, thấy hơi đói nữa nên đang ngồi chơi đi. Hy vọng chúng ta có thể giữ nơi này ấm nhất có thể, lần sau mình sẽ chế củi anh em nhé. Được rồi, chúng ta sẽ không có tin gì mới tại vì hai em này đang bệnh rồi không viết nhật ký được. Persany với lại Nana đang bệnh rồi không viết nhật ký được. Thôi kết thúc ngày thôi. Bây giờ mình phải đi kiếm đồ ăn anh em ạ. Kiếm một ít đồ ăn. Một ít thức ăn, chung cư đổ nát. Chung cư đổ nát hình như là mình phải lấy cưa đúng không? Nếu tôi không nhớ không lầm. Mà bây giờ tôi chưa không có cưa. Rất nhiều nguyên vật liệu thuốc men hết rồi, không có thức ăn. Một ít thức ăn. Siêu thị, cái chỗ nào hồi nãy có thức ăn mà tôi để lại tao ta quên mất tiêu rồi. Siêu thị thì phải, siêu thị hình như có thức ăn nhé. Với lại nhiều đồ ăn chơi lắm. Công viên. Má đây còn có dụng mấy nhà thổ nữa. Sân bay. Nhà kho. Má nguy hiểm, biệt thự đổ nát nguy hiểm, nhà song lập nguy hiểm, tiệm bánh cẩn thận. Ờ tiệm bánh đâu mới biết đâu có thức ăn. Nghe nhà bỏ hoang này. Tôi nhớ, tôi nhớ, tôi nhớ. Đưa nhẹ đi ngủ, đi ngủ. Con này nó hết bị thương luôn rồi này, con Nana đỡ luôn rồi này. Ở đây thì mình không cần phải lấy gì hết.
ở có chỗ ngôi nhà bỏ hoang bây giờ còn cái gì mình tới mình lấy hết luôn em nhé, cho nó đồ dứt điểm luôn, gồm cả thức ăn với lại các món đồ luôn. Má thằng đạn dược không vậy? Sau này có vẻ như là mình có thể chế được đạn nữa đấy. Đây này, 4 luôn ạ. Thơm ngon luôn. Má kim cương nè, má tôi thèm cái viên kim cương này lâu lắm rồi. Hôm trước tôi cũng trao đổi với cái thằng kia một cái viên kim cương rồi, có vẻ là không được nhiều đồ đâu anh em ạ. Tôi đã biết viên kim cương nhiều đó làm gì nhưng mà trao đổi nó không được nhiều đồ. Cái thằng Shopee á, không biết phải làm sao. Má không còn cái gì luôn thì phải. Căn nhà này đủ má bây giờ là thật sự là bỏ hoang luôn. Hết rồi. Không còn gì hết. Mà chỉ mén thôi. Dứt điểm luôn nè. Ngày thứ 15. Bọn chúng đéo dám tới nữa luôn thật. Bây giờ có cửa, đủ bịt kín các thứ rồi, đủ cái súng ống ở nhà còn 2 cây. Thì thôi chứ làm sao mà tới nổi, đói rồi này. Yên tâm, yên tâm, yên tâm, yên tâm, nó sẽ có đồ ăn ngay thôi. Bây giờ thuốc lá đồ mình có rồi, ngày mai mình sẽ giao dịch với quân đội anh em nhé. Để lấy thêm thuốc, thuốc men, đồ ăn, các kiểu. Chế luôn 5 cái đi cho nó rồi. Con này buồn hoài luôn ấy. Nó đéo nằm gì nó nằm nó cũng buồn nữa. Chờ ăn đi nè cô nương. Má người ta gánh đủ mấy còng lưng luôn, buồn. Mình không ngại ăn thêm miếng nữa. Con này nó biết đờ không ta? Có người biết đời có người không anh em ạ. Má tội BCD vãi đồ. Cho nó ăn luôn đi. Khi mà ăn nhiều thì mình sẽ dễ anh Shopee. Khi mà mình ăn nhiều thì mình sẽ dễ dễ hồi phục vết thương hơn. Còn cái gì để đổi đâu, có 2 viên kim cương mà mình cũng không thiếu gì hết, để mình đổi không cần. Thôi rồi, hôm nay video này sẽ tạm dừng tại đây anh em ạ. Có vẻ như là bọn tôi rất là tình hình có vẻ đang khởi sắc rất là nhiều. Bọn tôi vừa cứu được một cái cô gái ở cái siêu thị khỏi bị một cái tên lính đụng hấp hấp diêm đấy. Các em gái thì coi như là bây giờ cũng hồi phục khá là nhiều rồi, ít người bị thương hơn trước.
bây giờ đồ ăn vật liệu các thứ cũng đang dần dần có đủ rồi, cho nên là chúng tôi có quyền hy vọng một cái tương lai tươi sáng sau coi như là mới còn mấy chục ngày nữa đấy. Bây giờ 15 ngày rồi anh em mà còn tới 60 mấy ngày, 65 ngày là rất là nhiều, nhưng mà không sao, chúng ta sẽ vượt qua thôi. Rồi video sẽ kết thúc tại đây anh em nhé. Tập 3 sẽ được livestream, rất mong anh em đón xem nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em những livestream hoặc là video tiếp theo. Bye bye, cảm ơn anh em đã xem tới bây giờ ha. Ăn đi em. Rồi, bye bye.